Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 giải phương trình và kinh nghiệm của nó đó chính là x bằng 2. Phải nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn giải cho các em ở cái bài giải hệ phương trình. Và cái bài này cũng khá là khó. Phải nào? Tại vì những cái hệ phương trình bình thường á thì thầy nói với em là rất là dễ theo phương pháp cộng đại số hoặc là cái phương pháp trừ đại số hay là phương pháp thế thì các em đều làm rất là dễ. Thậm chí chúng ta có thể dùng máy tính ta bấm hoặc là phương pháp đặt ổng phụ ha, đặt ổng phụ thì thông thường ví dụ một phần x y, một phần x, một phần y hoặc là một phần x cộng y vân vân thì đấy là mình đặt ổng phụ rất là dễ rồi. Nhưng mà đối với ở cái bài này á, nó lại có đồng thời có cả căn này ha, có cả bình phương này tích rồi tổng, nó rất là nhiều yếu tố trong này thì chúng ta phải làm sao phải không nào? Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho em ở trong clip này em nha. Thì đầu tiên thầy sẽ ghi cái hệ phương trình này lại. Y cộng 2 x bình phương cộng y bằng ở đây là 4x cộng 3. Phải nào? À, tiếp tục em. X trừ 3 nhân căn 2 của y cộng 4 cộng y trừ 4 nhân căn 2 của x trừ 1 cộng 2 bằng 0. Được chưa nào? Rồi. Thấy cái phương trình này thấy đã mỏi rồi em. Hệ phương trình này thấy đã mỏi. Em ký hiện tại đây là 1, đây là 2 nha. Thì đối với bài này người ta chưa cho điều kiện xác định thì chúng ta phải đi tìm hiện tại điều kiện xác định, được chưa? Thì cái bước đầu tiên ta đi tìm điều kiện xác định. Ở đây các em thấy để ý thầy mấy căn này, căn này, căn ba vị trí căn thế này. Thì các em sẽ cho các biểu thức ở trong căn này nó như nào em, nó sẽ lớn bằng không, nghĩa là không âm, được chưa? X bình phương cộng y sẽ lớn bằng không, y cộng 4 này lớn bằng không và x trừ 1 này lớn bằng không, được không? Đó, ok. Từ đây chúng ta sẽ tương đương ở đây là x bình cộng y lớn bằng không, thì cái này cứ đợi đấy chứ không có làm được cái gì nữa các em nha. Đây là y sẽ lớn bằng âm 4, chuyển mấy đầu dấu ha. X lớn bằng bằng 1 xong. Đây chính là cái điều kiện của nó trong cái bài này để tất cả các biểu thức dưới căn này nó phải đều có nghĩa hết. Được chưa? À, sau khi mà chúng ta đi tìm điều kiện xác định rồi thì các em nhìn lại tiếp tục trên hệ này. Đối với cái hệ này nó có một đặc điểm nha. À, nếu như các em biến đổi đồng thời ở cả hai phương trình 1 và 2 thì không thể nào ra được. Mà đối với bài này chúng ta sẽ xuất phát từ một phương trình để thế vào phương trình thứ hai. Cái này nè, nghĩa là ở đây thầy sẽ chọn là phương pháp thế. Phương pháp thế. Phương thế ở đây nó có dạng đặc biệt là có căn, không phải là phương pháp thế dạng thông thường, đó chính là rút một ổng x hoặc là một ổng y, sau đó vật thế vào phương trình 2. Nếu các em làm như vậy không bao giờ ra được. Các em hiểu chưa nào? Mà ở đây chúng ta cần phải biến đổi, phải thêm bớt, phải dựa vào hàng đẳng thức để các em có thể làm được. Nhưng mà cái bài này thầy sẽ chọn đó chính là phương trình 1 để thầy xuất phát để biến đổi các em nha. Kim ghi thầy đây là biến đổi phương trình 1. Khó các em nha. Chứ không phải dễ thôi nha. Thấy cái đề này nó còn khó hơn của cái đề Hà Nội và của thành thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy. Theo thầy nghĩ là như thế. Biến đổi phương trình 1 thì ở đây thầy ghi ra y cộng 2 căn 2 của x bình phương cộng y bằng 4x cộng 3 nha. Thì em quan sát thầy ở cái phương trình 1 này. Thì đối với phương trình 1 này các em để ý này. Ở đây y thì ở đây có y thôi chứ nào. Như vậy ở chỗ đây y thì ở đây y, nhưng ở đây nó lại thêm có x bình phương. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải thể hiện cái mối liên hệ của nó. Thì thầy muốn ở đây có x bình phương thì thầy ở thêm ở đây x bình phương thì thầy sẽ thêm bên đây ở x bình phương. Tại vì ở đây x bình phương thì bên đây x bình phương thì khi đó nó sẽ tự trực tiêu với nhau. Em có hiểu không? Đó, ok. Như vậy thì ở đây chúng ta tương đương x bình phương cộng y cộng 2 căn 2 của x bình phương cộng y. Thì ở đây thầy thêm x bình phương này thì ở bên đây thầy cũng sẽ thêm x bình phương. Hồi nãy giờ thầy chưa biến đổi hết mà thầy chỉ mới có thêm x bình phương thôi. Ở đây thầy thêm x bình phương, ở đây thêm x bình phương, thấy chưa nào? Tiếp tục tương đương tiếp. Các em để ý tiếp này. Ở đây nó có phải là hàng đẳng thức không? Không.
x bình phương cộng 4x cộng 3 không phải là hạng đẳng thức. Như vậy thì thầy muốn nó trở thành hạng đẳng thức thứ nhất thì đây số 3 ước gì nó trở thành số 4, đúng không? Thì chúng ta sẽ biến điều ước đó trở thành hiện thực bằng cách nào? Bằng cách ở đây thì kem cộng 1 thì bên đây thầy cũng sẽ cộng với 1 nha. Như vậy x bình cộng y cộng cho 2 kem 2 của x bình cộng y, thì ở đây thầy cộng 1 thì bên đây thầy cũng sẽ cộng 1. Thầy làm rất chậm để các em có thể hiểu được. Đó, ở đây cộng 1, đây cộng 1 thì chưa nào. Ok, rồi. Tương đương tiếp. X bình cộng y cộng 2 kem 2 của x bình cộng y, các em thấy đây bên đây cũng sẽ trở thành là hạng thức này. Cộng x bình cộng 4, 3 cộng 1 đây là 4. Như vậy các em để ý này với bên đây. Các em cho rằng ở đây là a này cộng này 2 ab này. Các em hiểu nào? Đó, a bình cộng 2 ab cộng b bình này thì chúng ta sẽ đưa nó về trở thành hạng đẳng thức thứ nhất. Cái này nó có dạng là a bình cộng 2ab cộng b bình này thì thầy sẽ đưa trở thành là a cộng b tất cả bình. Hiểu chỗ này không nào? Như vậy a của chúng ta ở đây đó chính là căn bậc 2 của x bình cộng y, và b chúng ta đó chính là số 1 tất cả bình ở đây. Bên đây chính là hạng thức số thứ nhất. Trong đó a là x và b chính là 2, tại vì số 4 này chúng ta có thể viết trở thành là 2 bình phương. Như vậy chúng ta đưa vào trở thành là x cộng 2 tất cả bình phương. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây nó có dạng là a bình sẽ bằng b bình, thì chúng ta sẽ chia thành mấy trường hợp để các em có thể giải được các em. Đó chính là hai trường hợp. Đó nào. Thì từ đây chúng ta sẽ tương đương. Nào. Một là x bình cộng y căn 2 cộng 1 sẽ bằng là x cộng 2. Ở đây. Hai á là gì các em? Căn 2 của x bình cộng y cộng 1 sẽ bằng trừ cho x cộng 2 ở đây. Nó hai trường hợp như vậy các em. Nha. Chúng ta tương đương và biến đổi luôn. Chúng ta chuyển cái 1 vào đây đổi dấu. Căn 2 của x bình cộng y sẽ bằng là x cộng 2 trừ ở đây cho 1. Có đúng không? Còn ở đây cũng là x bình y. Ở đây chúng ta bỏ cái ngoặc ra, trừ x trừ 2, chuyển ở đây qua trở thành trừ 1 ở đây. Căn 2 của x bình cộng y sẽ bằng x 2 trừ 1 thì bằng cộng 1 ở đây. Căn 2 của x bình cộng y sẽ bằng trừ x trừ 3 thì chứng tỏ cái này loại, đúng không nào? Loại do x sẽ lớn bằng 1 theo điều kiện xác định, chứng tỏ cái này loại, chứng tỏ ở đây chúng ta chỉ lấy cái này thỏa mãn này. Được chưa? Như vậy chúng ta xuất phát từ đây với căn 2 của x bình cộng y sẽ bằng x cộng 1, đúng không nào? Thì tới đây thầy sẽ bình phương hai vế. Thầy bình phương hai vế nha, tương đương căn 2 x bình, thầy bình phương nè, bình phương để mất cái căn đi. Các em hiểu chưa nào? Làm rất chậm để các em hiểu. Bình phương căn trực tiêu đi, x bình cộng y. Ở đây bình phương trở thành hạng thức x bình cộng 2 x cộng 1. Như vậy khi đó x bình và x bình này chúng ta trực tiêu. Như vậy bên đây còn lại là y sẽ bằng 2 x cộng 1. Tới đây mình thay này. Các em hiểu nào? Các em ghi này là thay y bằng 2 x cộng 1 vào 2. Rồi vào phương trình 2 đấy. À, ta được. Các em hiểu chưa nào? Hiểu các bước làm chưa? Khó chứ đâu phải dễ các em, đúng không? Đó, em nhìn lại một xíu nè. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành thay vô nha. Phương trình 2 ở chỗ đây. Như vậy chỗ nào có y thì thầy sẽ thay bởi 2 x cộng 1. Thay vào vị trí này. Vị trí này. Ok con dê. Đúng nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương. Chúng ta nhìn ở phía trên như này nha. X trừ 3 này. Y cộng 4 thì thầy sẽ trở thành là 2 x cộng 1 cộng cho 4 này. Đúng không? Cộng y cộng 4 thì thầy trở thành 2 x cộng 1 trừ 4 này. Nhân ở đây căn 2 của x trừ 1 này cộng 2 bằng 0 ở đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tương đương tiếp. Ở đây là x trừ 3 nhân căn 2 của 2 x cộng 5 cộng, đây là 2x trừ 3
Nhân căn của x trừ 1 cộng 2 bằng 0. Cái bước này các em đã rõ chưa? Rồi, sau khi mà các em thế vô, tiến hành thu gọn và đưa về x như thế này, thì theo em tới bước đây thì chúng ta làm như nào nữa nè? Chúng ta chuyển vế bình phương hai vế được không? Chắc chắn là không được. Các em hình dung coi. Bây giờ nếu mà các em bình phương lên thì nó chẳng ra cái gì được. Không thể nào mà ra được một cái phương trình tích hoặc là theo một cái hàng đẳng thức nào cả. Nó rất là khó. Có đúng chưa nào? Tới cái giai đoạn này nha, thì chúng ta phải, cái này chúng ta đòi hỏi cái kỹ năng chúng ta phải tính nhẩm ra thật tốt. Để xem thử là giữa các cái số liệu này này, một biểu thức này, một biểu thức và đồng thời có số 2 này, chúng ta làm như nào đó để xuất hiện ra một cái biểu thức chung nào đó, để chúng ta đặt ra chung để đưa về tất cả cái tổng này. Đây là phép cộng, đây là phép cộng đúng không? Để đưa nó về là dạng phương trình tích. Cái này đòi hỏi kỹ năng của từng người và theo cái sự thông minh của các em. Thôi nào. Như vậy liệu như ví dụ ở đây x trừ 3, ở đây 2x trừ 3 thì nó đâu có giống nhau, có đúng không? Ở đây trong căn 2 ở đây là 2x cộng 5, mà đây là x trừ 1, mà đồng thời ngay chỗ đây có số 2 nữa thì chắc chắn nó chẳng có cái gì giống nhau cả. Mà chúng ta tiến hành thêm và bớt. Khi mà nó đã bí rồi thì chúng ta phải nghĩ ngay tới cái việc là thêm và bớt. Thêm bao nhiêu thì phải bớt ra bấy nhiêu. Có được chứ nào? Thì ở đây thầy đã tính nhẩm sẵn ở trong đầu là gì? Cái chỗ đây là 2x cộng 5. Có đúng không? Thì khi thầy sẽ sử dụng phương pháp trục căn thức ở mẫu để thầy triệt tiêu thì nó sẽ ra được cái gì đó. Xem thầy làm để các em xem nha. Được chưa nào? Đó chính là gì nè? X trừ 3 cứ giữ nguyên đó nhé. Nhân mở ngoặc ra căn bậc 2 của 2x cộng 5 nha. Thầy sẽ bớt ra ở đây là 3. Bớt đây ở đây là 3 nghĩa là gì? Thầy đang thêm và bớt 3 nhân cho ở đây là x trừ 3. Thầy bớt ra thì thầy sẽ gì? Sẽ cộng vô 3 nhân cho x trừ 3. Ở đây thầy bớt ra này. Bớt đây số 3, ở đây là âm 3, nhưng ở đằng trước đây các em thấy nó có dấu nhân không? Thì nghĩa là thầy sẽ thêm vô để hai nét trực tiêu là bằng 0. Tương tự như vậy, 2x trừ 3 thầy sẽ bớt này, các em nhìn này, x trừ 1, ở đây thầy sẽ trừ cho 1 ở đây. Thì thầy đang bớt thì thầy sẽ thêm 2x cộng 3 và cộng với số 2 ở đây. Thầy sẽ giải thích cho em tại sao thầy lại thêm và bớt đúng cái số đó nha. Bây giờ thầy nhìn này, x trừ 3 căn 2 của 2x cộng 5 trừ 3 ở đấy. Thầy sẽ viết cái này ở đây luôn nha. 2x trừ 3 nhân cho căn bằng 2 của x trừ 1 trừ 1 ở đây. Ở đây thầy khai triển ra trở thành là gì? 3x trừ 9 cộng 2x cộng đây cho 5 không? Cứ đúng nè. Ở đây trừ nhé. Thì nói ở đây trừ nhé. Ở đây trừ thì chứng tỏ đây trở thành là trừ 1. Mắc với mũi kém thật. Rồi thầy lấy tờ giấy khác thôi nha. Đó tờ giấy. Tương đương tiếp. Đây x trừ 3 căn 2 của 2x cộng 5 trừ 3 cộng 2x trừ 3 căn 2 của x trừ 1 trừ 1 ở đây. Ta thu gọn ở đây là 3 cộng 2 đây là trở thành là 5x trừ cho 10 bằng 0. Cái này bằng 0 đúng chưa? Các em thấy rõ không nào? Sau đó thầy sẽ tiến hành trục căn thức ở mẫu nha, trục căn thức ở mẫu. Ở tử nhân với ở đây các em thấy không? Nó có dạng là căn bậc 2 đây này. Thầy nói. Ví dụ ở cái mẫu ta căn bậc 2 của a trừ b, thì khi đó thầy trục căn thức ở mẫu thầy sẽ nhân cho căn 2 của a, ở đây trừ thì thầy sẽ nhân với là cộng. Thì trên đây thầy sẽ nhân với căn 2 của a cộng b. Còn nếu ở dưới đây là cộng, ở đây là cộng thì thầy sẽ nhân ở đây là trừ, thì trên đây sẽ là nhân là trừ. Cái này là của lớp 8 này. Các em hiểu chưa nào? Đó.
Như vậy thì ở đây cứ như vậy thì ở đây kem thấy trừ thì thầy sẽ nhân với cộng. Như vậy x trừ 3 nhân căn 2 của 2x cộng 5 trừ 3 thì thầy sẽ nhân căn 2 của 2x cộng 5 cộng cho 3. Thì nhân bao nhiêu thì chia bấy nhiêu, căn 2 của 2x cộng 5 cộng 3 ở đây. Tương tự ở đây cũng vậy. Chúng ta cộng cái này là 2x trừ 3 vì không đủ rồi, dài quá nha. Thì bỏ vào đây nha. Thì chuyển xuống dưới đây game nha. Trở thành là 2x cộng 3 trừ ghi cộng nha. Nhân ở đây cũng trừ thì chúng ta sẽ nhân cái cộng. Đó. Cộng 1. Cộng 1 thì chúng ta sẽ chia cho cộng 1 cộng cho 5x trừ 10 bằng 0. Được chưa? Tiếp tục. Tương đương tiếp. Khó không em? Khó lại ạ. À. Như vậy thì ở đây là x trừ 3 nhân. Ở đây chính là hằng thức số mấy? Đây chính là hằng thức số 3. Nó trở thành là gì? A trừ B nhân A cộng B chúng ta đưa về trở thành là A bình trừ B bình. A bình thì chỗ đây bình phương với căn là hết 2x trừ cộng 5. Đúng chứ nào? Bình 3 bình thì trừ cho 9 ở đây. Chia căn bậc 2 của 2x cộng 5. Để giải được những cái bài này thì hằng đẳng thức em phải thuộc lâu lâu giùm thầy nha. Cộng ở chỗ đây là 2x trừ 3 nhân. Ở đây cũng là hằng thức số 3 thì cái này là trở thành là x trừ 1. Trừ cho 1 bình phương thì nó bằng trừ 1. Cộng 5x trừ 10 bằng 0. Do thầy hết giấy nên thầy ghi xuống phía dưới nha. Ở trên tử chúng ta thu gọn trở thành x trừ 3 nhân cho 2x trừ cho 4. Căn 2 của 2x cộng 5 cộng 3. Đó, cộng ở đây là 2x trừ 3 nhân cho x trừ 2. Đó, căn 2 của x trừ 1 cộng 1 cộng. Ở đây thầy đặt số 5 ra chung. Bên trong còn lại là x trừ 2 bằng 0. Được không? Các em hiểu chưa nào? Ta tương đương tiếp. Ở chỗ đây thầy đặt số 2 ra chung. X trừ 3 đặt số 2 ra chung. Thì bên trong còn lại x trừ 2. Mục đích các em thầy thấy chưa? Đó. Nó xuất hiện là cái x trừ 2 các em thấy không? Cộng 5 nhân cho x trừ 2 bằng 0. Như vậy thì khi đó thầy sẽ đặt cái x trừ 2 này ra chung. Bên trong còn lại cái gì đây? Cái số 2 chúng ta đưa lên trước. 2x trừ 3 trên cho căn 2 của 2x cộng 5 cộng 3 cộng cho 2x trừ 3 chia căn 2 của x trừ 1 cộng 1 cộng cho 5 bằng 0. Tại vì cái x trừ 2 này ra bên ngoài này rồi. Tới bên đây hiểu chưa nào? Rồi tới đây chúng ta chỉ cần xử lý một xíu ở trong cái ngoặc này nữa là xong nha. X trừ 2 nhân ở đây cái này các em nhân vô trở thành là 2x trừ cho 6 trên căn 2 của 2x cộng 5 cộng 3. Cái số 5 này thầy sẽ tách ra trở thành là số 2 và số 3 các em nha. Ở đây cộng 2 cộng 2x trừ 3 căn 2 của x trừ 1 cộng 1 cộng với 3 ở đây bằng 0. Thầy nói lại số 5 này thầy tách trở thành số 2 và số 3 nha. Mục đích tách để thầy quy đồng hả các em? Quy đồng cái này lên đây, cái này lên đây. Các em có hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta nhân 2x trừ 6 lấy đây nhân lên để 2 chỗ đây. Các em hiểu nào? Nhân 2 vô thì trở thành là 2 căn 2 của 2x cộng 5. 2 x 3 là 6 trên căn 2 của 2x cộng 5 cộng cho 3 cộng lấy đây nhân lên đây trở thành là 2x trừ 3 căn 2 của 3 nhân căn 2 của x trừ 1 cộng cho 3 căn 2 của x trừ 1 cộng 1 ở đây bằng 0 em nha. Do không đủ chỗ em, không đủ giấy.
Rồi. Tương đương tiếp, ở đây là x trừ 2 nhân kem thấy này, trừ 6 với cộng 6 đi hết này. Như vậy còn được là 2x cộng 2 nhân căn 2 của 2x cộng 5 trên căn bậc 2 của 2x cộng 5 cộng 3. Kem thấy âm 3 với số 3 đâu? Trực tiêu còn là 2x cộng 3 nhân căn 2 của x trừ 1. Căn 2 của x trừ 1 cộng 1 bằng 0. Được nè. Ở đây em ghi thành là vị 2x cộng, em thấy cả ngọt nên nó sẽ như nào em? Chắc chắn nó sẽ lớn hơn 0 ha. À, cộng cho căn 2 của 2x cộng 5 trên căn 2 của 2x cộng 5. Ui, ghi nó mỏi cái tay. Cộng 2x cộng 3 căn 2 của x trừ 1 trên x trừ 1 cộng 1. Cái này lớn hơn 0. Lớn 0 thì từ đây chúng ta sẽ suy ra cái x trừ 2 này nó như nào em? Nó sẽ bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 2. X bằng 2 thì chúng ta sẽ thế vào chỗ nào em? Thế chỗ đây thì y sẽ bằng mấy? Thì từ đây thầy suy ra y này sẽ bằng là 2x cộng cho 1 thì bằng 2 nhân 2 cộng 1 thì bằng 5. Có đúng chứ nào? Ta kết luận ở đây vậy. Hệ phương trình có nghiệm đó chính là x bằng 2 và y thay bằng 5. Cái này game ghi thỏa mãn nhé. Được chưa? Hai tờ. Trời ơi là trời. Bài số 2. Bước điều kiện trước đây. Đấy. Biến đổi phương trình 1 nè. Khi muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Một điểm đúng chua em. Kiếm câu 1, câu 2 là 4 điểm rồi đấy. Tới đây em nha. X bằng 2x trừ cộng 1 này, y bằng 2x cộng 1 này. Em sẽ thế nè. Vẽ một quãng đường khó khăn chứ không phải là đơn giản. Để giải ra những bài này không phải là đơn giản một chút nào. Thầy nghĩ như vậy. Chữ thầy nó hơi nhỏ không em? Nhỏ mà xấu này chứ. Ok, được chưa? Ghi chép đó, bấm dừng lại nha. Xong cái bài này á, thầy sẽ chưa quay môn hình bài số 3 liền, mà thầy chuyển sang bài số 4 nha. Bài hình này thầy sẽ quay cuối cùng nha, trong clip cuối cùng nha. Các em không thắc mắc là sao thầy lại không quay môn hình mà bỏ qua, mà thầy sẽ quay cái bài số 4 trước nha. Nên là thầy sẽ giải quyết môn đại trước. Thông thường môn hình là clip cuối cùng em nhé. Tới đây chúng ta sẽ tách số 5 này ra nhé, trở thành số 2 và số 3. Để thầy triệt tiêu cái hệ số âm 6 với âm 3 này. Rồi, ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong lý tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 4, rồi tới bài số 5, rồi quay ngược trở lại bài số 3, tổng hình cuối cùng nha. Ok, chúc em học tốt, bye bye. Các em nhớ làm trước nha em nha. Đây. Bye bye các em nha.